Chào mừng em đến quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Chỉ còn có nửa tháng nữa thôi và chúng ta sẽ bước sang năm 2023 rồi. Và kết thúc năm 2022 thì bây giờ mình rất là muốn cùng anh em ngồi và nhìn lại một chút về những cái công nghệ trên laptop Windows của năm 2022, xem họ đã mang trong ta những cái gì. Phải nói thật là những công nghệ trở chứng rất là xịn sò của những năm 2020, ví dụ như là nhận diện khuôn mặt này, hay là trong ta màn hình OLED với độ phân giải cao, hay là trong ta cổng Thunderbolt 4, mọi thứ tới bây giờ gần như nó đã quá là nhàm chán rồi, đúng nào? Vậy thì năm 2022 chúng ta đã có những công nghệ xịn sò nào, cũng như là những công nghệ cực kỳ hiện đại và cao cấp nào, thì anh em hãy cùng Laptop World chúng ta hãy cùng ngồi và nhìn lại xem những công nghệ đó là gì anh em nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Công nghệ đầu tiên không thể không kể đến đấy chính là RAM DDR5. Sau một quãng thời gian dài chúng ta chung sống với cả RAM DDR4 thì bây giờ đây chúng ta đã có một cái sự thay đổi phải nói là vượt bậc, đúng nào? Khi mà có sự xuất hiện của RAM DDR5 ở trên rất là nhiều thiết bị, đặc biệt là gaming, thì với một lượng băng thông cực kỳ lớn của RAM 5 hay là đi cùng với cả một con CPU thế hệ mới nữa, thì phải nói thật là đây đúng là trời sinh một cặp. Nó sinh ra để dành cho nhau rồi, bởi vì nó cho chúng ta một mức hiệu năng quá là đáng gờm. Không giống như RAM DDR4 được sử dụng kiến trúc 64-bit kênh đơn, thì với RAM DDR5 được sử dụng hai kênh 32-bit, tức là bây giờ chúng ta sẽ có dual channel RAM ở trên một thanh. Và đó chính là một cái định nghĩa mới của RAM dual channel, đó, RAM DDR5. Và rất nhiều người dùng kỳ vọng rằng là đây sẽ một con RAM trong ta hiệu suất nó là mạnh mẽ ở trên một thanh, thay vì là phải lắp hai thanh song song như là ngày trước như trên DDR4. Tuy nhiên thì trái lại với mong chờ của rất nhiều người dùng, thì với một thanh RAM DDR5 nó mang lại trong ta hiệu suất phải nói là ở mức khá là thất vọng so với cả mức giá, so với cả mức giá thôi anh em nhé. Còn tuy nhiên khi mà DDR5 được lắp dual channel thì nó trở về đúng với cả cái định nghĩa của nó, một cái bước cải tiến về công nghệ, nó cho chúng ta một cái hiệu suất đó là cao hơn rất là nhiều, với lượng băng thông lên tới là 32 GB/giây, cũng như là xung nhịp lên tới 4080 MHz. Cũng như là RAM 5 thì tất nhiên rồi sẽ cho chúng ta tiết kiệm điện hơn rất là nhiều so với cả RAM 4 hoặc là RAM 3, hay là được trang bị sẵn cái tính năng kiểm soát sửa lỗi giúp cho chúng ta hạn chế đi tối đa cái tình trạng lỗi màn hình xanh hoặc là lỗi màn hình đen phổ biến ở trên laptop Windows. Chung quy lại thì đây vẫn là một cái công nghệ đem đến rất là nhiều lợi ích cho người dùng, và đó là công nghệ đầu tiên mình muốn mang lại cho anh em, RAM DDR5. Công nghệ thứ hai đây chính là laptop màn hình gập, cũng như là máy tính bảng chơi game. Máy tính bảng chơi game ở đây không phải là chơi mấy cái tựa game MOBA kiểu như là Liên Quân Mobile hay là mấy tựa game sinh tồn kiểu như Free Fire hay là PUBG Mobile đâu anh em nhé, mà đây là game PC thực thụ. Tức là bây giờ đây, anh em có thể quẩy game mọi lúc mọi nơi với một thiết bị nặng chỉ có sấp xỉ 1,2 kg mà thôi. Và chúng ta đã được tích hợp sẵn là Intel Core i9 12900H, chúng ta đã có sẵn là RTX 3090 Ti, cũng như là sẽ có một thiết kế cực đẹp, sẽ có màn hình 120Hz, 100% sRGB và có cả cảm ứng nữa. Đó là những thông số cực kỳ là ấn tượng, đúng không nào? Mình thì mình cực kỳ thích cái chiếc laptop này, cực kỳ thích cái chiếc máy tính bảng này. Tuy nhiên thì với cái mức giá thành của nó phải nói là quá cao. Để chúng ta có thể sử dụng một chiếc máy như thế thì chúng ta phải bỏ ra đâu đó khoảng độ hơn 50 triệu đồng. Đấy là còn chưa kể chúng ta muốn mua thêm GPU rời nó đâu đó vào khoảng độ hơn 30 triệu đồng nữa. Đó là một combo hoàn chỉnh cho chiếc máy đó, thì mình thấy là tất nhiên là cái tính linh hoạt của nó thì rất là cao rồi, nhưng mà về cái chi phí chúng ta phải bỏ ra lúc này nó rất là lớn. Thì mình thấy rằng là nó sẽ chỉ dừng lại ở một cái mức dành cho những đối tượng nào có mức tài chính thực sự dư giả mà thôi, thì có thể sử dụng chiếc laptop đó. Ok. Và tất cả mọi người đều phải công nhận một điều rằng là laptop Acer là một cái hãng laptop mà dám nghĩ, dám làm. Thậm chí họ còn dám làm ra cả những cái mẫu laptop màn hình gập. Điện thoại màn hình gập bây giờ đã quá là phổ biến rồi, thì laptop màn hình gập có gì mà không làm được, và Acer đã dám làm điều đó. Với cái chiếc máy này thì phải nói đây là một chiếc máy có rất nhiều công nghệ cao, xịn sò. Tuy nhiên thì với cái tính thực dụng và cái mức giá thành của em nó mang lại cho ta, mình đánh giá là nó ở mức không cao. Lý do vì sao? Thứ nhất là bởi vì đây là một chiếc máy cho chúng ta CPU Intel Gen 12, nhưng mà là cái dòng tiết kiệm điện nhất, tức là TDP bay của nó sẽ chỉ có mức là 9W và Turbo Boost có thể tới là 29W mà thôi. Nó ở mức khá là thấp và chúng ta gần như không thể sử dụng các phụ gì quá là cao cấp trên nó cả. Một thiết bị mỏng, không có một tản nhiệt quá là mạnh mẽ nữa, thì cái việc chúng ta muốn sử dụng các phụ nặng gần như là không thể. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai thì chính là em nói cho chúng ta một chiếc màn hình gập này, kích thước lớn 17 inch này, cho chúng ta phủ màu rộng 100% DCP 3 này, hay là cho chúng ta cảm ứng nữa. Tuy nhiên thì cảm ứng ở đây chúng ta chỉ có thể dùng tay mà không thể dùng bút. Vậy thì cái việc một chiếc laptop màn hình lớn bây giờ chúng ta nếu mà dùng bút, chúng ta có thể dùng thiết kế, chúng ta có thể dùng để vẽ vời là một bảng vẽ, đúng không? Nhưng mà không, Acer nói không, chúng ta không thể dùng bút. Thì chính vì thế mà mình thấy chiếc máy này bây giờ đây nó chỉ thích hợp để sử dụng gọi là kiểm soát nội dung bản tính này, hay là phê duyệt các văn bản các thứ này, hay là chúng ta sử dụng để lướt web, chúng ta sử dụng để xem phim. Hết. Chẳng làm gì mạnh mẽ hơn ở trên chiếc máy này cả. Mặc dù là với mức giá của nó rất là cao, lên tới khoảng đâu đó hơn 80 triệu đồng, 85 triệu đồng anh em ạ. Đó.
Thì tất nhiên rồi, những chiếc máy thế sẽ chỉ dành cho giới nhà giàu mà thôi. Nhưng mà nó cũng là một cái công nghệ mới, rất mới ở trên laptop mà chúng ta cần phải cập nhật, đúng không nào? Sang đến công nghệ thứ ba, đấy chính là card đồ họa tích hợp sở hữu công nghệ RDNA2 hoặc là CPU kiến trúc Lai đa lõi. Nó có tên là Hybrid Architecture. Thì có thể là khi mà mình nói qua hai cái điều này, anh em đã biết ngay là mình đang nhắc tới AMD và Intel rồi, đúng không nào? Hai ông lớn trong làng sản xuất CPU đang đi theo hai cái hướng hoàn toàn là trái ngược nhau. Một bên AMD thì hướng tới cái việc là tối ưu xử lý đồ họa cũng như là những cái thứ xung quanh để cho người dùng một cái trải nghiệm nó tốt hơn, tối ưu đồ họa cũng như là điện năng. Còn với Intel thì họ lại đi theo hướng ngược lại, tức là bây giờ đây tối ưu cho chúng ta về hiệu suất, hiệu năng thực sự là đáng kể và điện năng thì ăn rất là nhiều. Còn các đồ họa tích hợp thì vẫn sử dụng lại công nghệ cũ, không có gì mới mẻ cả. Thì cá nhân mình đều thấy cả hai thứ này nó cực kỳ là hữu ích cho người dùng. Lý do vì sao á? Thứ nhất nhá, AMD 6000 series với các đồ họa tích hợp thế hệ mới thì mình nghĩ là chúng ta có thể quẩy hầu hết mọi tựa game PC hiện nay, hầu hết mọi tựa game nhá. Ở mức setting màn hình Full HD và với mức setting hợp lý thì những cái chiếc laptop sử dụng CPU AMD 6000 series có thể quẩy được tốt với công nghệ card đồ họa mới, phải nói là rất mạnh mẽ. Và AMD còn có công bố là với công nghệ RDNA2 sẽ cho phép chúng ta tích hợp cả công nghệ ray tracing nữa. Tuy nhiên thì với cá nhân mình, về những cái giới hạn của một card đồ họa tích hợp cộng với đó là mức điện năng và nhiệt độ ấy, thì mình thấy là chúng ta không cần quá mong chờ về công nghệ này. Mà cái điểm lợi ở đây sẽ là giúp cho anh em có thể quẩy hầu hết mọi tựa game trên Steam hiện tại mà không cần thiết phải lựa chọn tới một mẫu laptop có card đồ họa rồi, vừa tiết kiệm chi phí hơn, vừa tối ưu điện năng hơn. Theo mình thấy đây là một điểm cực kỳ lợi. Tất nhiên là nó không mang lại cho chúng ta một trải nghiệm chơi game quá tuyệt vời, nhưng mà có thể chơi được ở một cái mức nó là ổn anh em nhá. Còn sang tới Intel thì sao? Nếu bạn là một người có mức tài chính dư giả, nếu bạn là một người mà không quá quan trọng điện năng thì bạn sẽ có một cái mức hiệu năng thực sự là khổng lồ để có thể xử lý được rất nhiều công việc hàng ngày của các bạn. Ví dụ như các bạn render video, các bạn thiết kế đồ họa làm 3D hay là chơi game AAA. Một con CPU Intel Gen 12 phải nói là quá mạnh mẽ. Với Intel Alder Lake dòng H Gen 12 năm nay thì chúng ta sẽ có tối đa lên tới là 8 nhân hiệu năng cao và 8 nhân tiết kiệm điện, tức là chúng ta sẽ có tối đa lên tới là 16 nhân. Một số nhân phải rất là nhiều khủng khiếp ở trên laptop trước cái này, đúng không nào anh em? Cộng với đó là nó sẽ đi kèm thêm cho ta công nghệ là Intel Thread Director. Nó sẽ phân chia các nhân và các luồng xử lý một cách rất là thông minh từ các tác vụ nặng, nhẹ khác nhau để giúp cho chúng ta khả năng tối ưu điện năng cũng như là hạn chế cái tình trạng quá nhiệt, giúp cho các anh em nào mà muốn ép xung ấy thì phải nói là thực sự rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng tác vụ thực sự là nặng, ví dụ chúng ta render, chắc chắn CPU đó sẽ rất là nóng anh em ạ. Chỉ ngoại trừ trên một số những cái mẫu laptop gaming cho chúng ta hiệu suất tản nhiệt thực sự là khủng như là MSI Titan này, hay là chúng ta sẽ có một số những cái mẫu Nitro 5 chẳng hạn, hoặc là Legion 5 đó, nó có một hệ thống tản nhiệt thực sự là khủng thì nó sẽ hạn chế được hiện tượng đó cho chúng ta anh em nhé. Tuy nhiên mức giá thành của nó cũng sẽ khá là cao. Nhìn chung lại thì nó mang lại rất là nhiều những cái lợi cho người dùng, đúng không nào? Và cá nhân mình thì mình thấy rằng là đây đều là hai cái làn gió rất là mới để dành cho fan của cả hai đội, đội xanh và đội đỏ. Ok, hãy cùng mình sang đến công nghệ thứ tư, là một công nghệ cũng khá là hay ho nữa, đấy chính là cái công nghệ trackpad FastTouch đã có ở trên laptop Windows. Nghe cái điều này thì có vẻ hơi buồn cười, bởi vì là MacBook họ đã đi trước cả mấy năm rồi về cái công nghệ này, công nghệ touchpad. Nó sẽ có công nghệ là cảm ứng rung, đúng không nào, cảm ứng lực. Tuy nhiên anh em khoa đã, cái điều mình muốn nói ở đây thì chính là laptop Windows họ làm nó còn tốt hơn cả MacBook cơ. Điều này gần như là chưa từng có trong tiền lệ, nhưng mà đây là sự thật anh em ạ. Và cái chiếc máy mình đang muốn nhắc tới ở đây thì chính là chiếc Dell XPS 13 Plus 9320. Một chiếc máy mà trong ta một cái thiết kế ngoại hình nó thực sự cực kỳ là xuất sắc, cực kỳ là đẹp. Phần trackpad đã được làm hòa trộn vào cái phần khu vực chống nghỉ tay, được phủ một lớp kính và cộng với đó là một cái thiết kế cực kỳ tinh xảo, mang đến một cái trải nghiệm thị giác của nó là mãn nhãn ở trên chiếc laptop này. Và đó là lời khen của rất nhiều các reviewer khác trên thế giới, chứ không phải chỉ riêng cá nhân mình, bởi vì nó rất rất là đẹp anh em ạ. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả, khi mà họ còn cho chúng ta một cái phần touchpad với kích thước nó là khá rộng, được phủ hai bên sang hai bên rất là rộng và được làm ẩn ở phía bên dưới bề mặt chống nghỉ tay. Nó cho mình một cái cảm giác chống nghỉ tay rất là liền mạch và bắt mắt. Và hơn nữa là họ còn cho chúng ta một cái số lượng cảm biến rung haptic nó nhiều hơn so với cả MacBook nữa. Thì nếu mà so về mặt kết cấu, rõ ràng là lúc này chiếc Dell XPS 13 Plus này đã làm tốt hơn MacBook rồi, đúng không nào? Còn nếu mà so về cái trải nghiệm sử dụng ấy thì giữa hai cái phiên bản MacBook và XPS 13 Plus nó không có quá nhiều sự khác biệt ở đây. Một cái trải nghiệm nó khá là giống nhau mà thôi. Lướt hay là chạm rung nó khá là rõ ràng cũng như là cực kỳ nhạy. Tuy nhiên vì là cái số lượng cảm biến rung haptic của trên Dell XPS 13 Plus nó là nhiều hơn so với cả MacBook, cho nên là khi mà chúng ta bấm ở trên một
vị trí thì những vị trí còn lại nó sẽ không bị rung theo như là ở trên những cái bề mặt touchpad của MacBook anh em nhá. Ok, đó là một cái công nghệ mà mình cảm thấy cực kỳ là thích. Ngoài ra nữa thì trên cái chiếc XPS 13 Plus này họ còn cho chúng ta một cái giải phím function ở phía bên trên là dạng LED. Nó rất là linh hoạt, có thể chuyển đổi mỗi khi chúng ta bấm vào phím function, nó có thể chuyển đổi. Cá nhân mình thấy là cái điều này nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều so với cả cái giải cái thanh touchpad như ở trên những cái mẫu MacBook đời trước. Lý do vì sao? Cái phần touchpad ở trên những cái mẫu laptop đời trước ấy, họ làm nó khá là rối rắm, nó khó rất là nhiều chi tiết và có những cái công cụ mà gần như mình không bao giờ sử dụng đến. Thì trên chiếc XPS 13 Plus này, họ làm cho ta một thiết kế nó tối giản. Nó tối giản hoàn toàn và sẽ chỉ có những phím LED thôi. Và khi mình quan sát trong đó, mình cũng chỉ có nhu cầu sử dụng những phím function, chứ mình không có nhu cầu sử dụng vào một công cụ gì khác. Cho nên là cái việc làm tối giản trực quan như thế thì mình cảm thấy sử dụng trải nghiệm nó rất là liền mạch và hài lòng về cái trải nghiệm đó. Và đó là cái công nghệ thứ tư. Mình biết là tới bây giờ thì có lẽ là anh em đang mong chờ mình nhắc về Mux Switch đấy, đúng không nào? Tuy nhiên thì với cá nhân mình, cái công nghệ Mux Switch này nó không phải là một công nghệ mang lại quá nhiều sự hiệu quả cho chúng ta về trải nghiệm chiến game. Lý do thật sự ở đây thì mình nghĩ rằng là thứ nhất, cái việc bật tắt Mux Switch nó khá là phức tạp này. Thứ hai là khi mà mình chơi game, những cái tựa game eSports như là LOL hay là FIFA Online hay là CSGO thì nó không cho mình một cái mức FPS nó cải thiện quá là rõ rệt ở trên một cái combo cấu hình nó là đủ mạnh. Nó sẽ chỉ gọi là có một chút hiệu quả khi mà sử dụng ở trên những cái mẫu laptop có cấu hình thấp mà thôi. Cho nên với cá nhân mình thì mình thấy rằng là với cái công nghệ Mux Switch nó không phải là một công nghệ quá nổi bật của năm 2022. Tất nhiên đây cũng là một công nghệ mới mà chúng ta cũng nên biết, đúng nào. Vậy thì đó là những cái công nghệ mới ở trên laptop Windows 2022. Không biết là anh em có mong chờ công nghệ gì mới trên laptop 2023 hay không? Và không biết là mình có còn kể thiếu công nghệ gì hay không nhỉ? Anh em đừng bảo mình là Win 11 nhá. Cái đó không phải là một công nghệ mới đâu mà mình cảm thấy nó khá là thất vọng đấy. Ok, vậy thì anh em mong chờ công nghệ gì mới ở trên laptop Windows 2023? Hãy comment bên dưới bình luận của video cho mình biết để chúng ta cùng thảo luận với nhau anh em nhá. Còn bây giờ đừng quên cho laptop 1 like, 1 sub, cũng như nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.